Xin chào các bác nhá. Cái hôm nay em sẽ xin được review lại cái cây quế được 3 tháng như thế nào. Đó, đằng sau đây này. Và cách chăm sóc khi chúng ta tưới nước hay là chúng ta phun thuốc trừ sâu thì như thế nào đó. Đó. Thì bây giờ em sẽ quay lại ở đằng sau để cho các bác xem. Đây là cái toàn cảnh mà cái cây quế đã được 3 tháng đó. Đấy, bây giờ các bác xem là thứ nhất thì về kích thước của cái cây quế được 3 tháng đối với năm nay thôi, mình không nói về những cái năm khác đâu. Là kích thước cây quế thì nó được cao là khoảng bao nhiêu? Bây giờ các bác cùng em nhìn xem đối với quế của năm nay. Đấy, đây thì là đã tầm khoảng 15 tháng giêng, tức là vào 15 tháng 2 này thì là bắt đầu ươm rồi, khoảng 15 đến 17, 18. Thì trong những cái ngày đấy thì bắt đầu là ươm. Thì bây giờ cái cây quế này này nó cao đây nhá, mình xem này. Đây là vào được tầm khoảng 10 15 phân này, đối với cây cao nhất đấy. Thì còn đối với cây bình thường thì nó vào khoảng 10 phân. Đấy. Thì đa số là sàn sàn đều như thế hết đối với cái cây quế của năm nay đó. Thì nhiều bác hỏi là trong cái quá trình mà được khoảng 3 tháng này ấy, thì mình phải làm mình chăm sóc như thế nào. Thứ nhất thì đối với cái quế vườn ở đây ấy, thì đã phun thuốc trừ sâu một lần rồi. Đấy, phun thuốc trừ sâu một lần rồi nhá. Tức là nó được khoảng một tháng hơn đấy, thì cao được khoảng 5 phân thì mình đã phun rồi. Đấy, đi qua. Còn đối với khi mà nó khô quá hay là như thế nào thì để mà tưới nước ấy, thì ở đây là nhà vườn đã làm một cái chứa nước ở đây rồi. Đây này, bác xem nhé. Tức là làm mà mình lấy cái bạt lên. Đây, ở đây là làm ở cạnh luôn bởi vì là không cạnh cái bờ suối ấy. Đó. Thì là mình đã làm lên là cái bể chứa nước. Cái này là vào khoảng hơn 10 khối này. Đó. Một cái làm bằng cái bạt. Đây, bạt như này. Và xung quanh thì làm cái cây để đóng đóng lên. Đó, đóng lên nhé. Thì nếu như mà khi mà trời nắng quá ấy, hoặc là khi mà chúng ta phun thuốc trừ sâu ấy, thì chúng ta cũng có thể lấy nước ở đây để mà chúng ta đi qua đây là mình lấy đi tưới đấy, hệ thống tưới ở đây, cái vòi tưới nhỏ dọc quanh bên kia đến cuối kia. Bên kia thì lại cũng có một cái bể làm tương tự như ở bên này nữa đó. Cái này dùng cái bạt xanh mình để kéo lên như này, sau đó là dùng những cái dây lưới thép để buộc lại răng lên. Đấy, chiều cao của cái bể làm theo kiểu như thế này ấy thì nó vào khoảng là mét hai hoặc là mét ba gì đó, nó tầm khoảng mét hai mét ba thôi. Và cái bể này thì chứa được khoảng hơn 10 khối ấy. Đấy, đây là ước chừng thôi. Khi mà trời không mưa thì chúng ta sẽ lấy cái nước ở đây để chúng ta đi ra bên này để tưới. Và hệ thống bơm nước là dùng cái vòi vòi bơm đây. Đó, vòi bơm. Và còn nhiều bác hỏi rằng là trong trong cái quá trình mà trong khoảng 3 tháng ấy thì có nhiều bác thì lại bảo kích thước của cái cây này nó sẽ cao hơn. Tuy nhiên đối với năm nay ấy, thì nó không cao lắm đâu. Ở đây được khoảng 15 phân là cây cao nhất thôi. Đó. Đấy, 15 phân là cây cao nhất rồi. Nghĩa là 3 tháng nhé. Đó. Đa số là đều là được 3 tháng thì nó chỉ cao bằng này thôi của năm nay. Còn năm ngoái thì có thể là cao hơn một chút do thời tiết hay là do về cái nhiệt độ độ ẩm ấy thì cây nó cao hơn. Đó. Thì các bác tới nay ấy, vườn quế này rất là nhiều luôn. Đó. Của năm nay rất là nhiều luôn. Bên này là gần hơn 2 ha. Hơn 2 ha nhé. Thì đều là quế hết. Đó. Các bác cứ liên hệ qua cái số điện thoại mà em để trên màn hình nhé, để mà liên lạc với em và lấy cây quế.
Bên em thì sẽ cung cấp tất cả theo các dịch vụ, từ mấy trăm cây cho đến mấy trăm vạn cây cũng có đấy nhá. Đấy, tùy ở xa hay ở gần, mà ở miền Nam hay miền Trung, miền Bắc cũng được hết. Nó vậy là bên em sẽ cung cấp cho tất cả các vùng miền ở trên cả nước. Xin chào các bác nha.